xin cha và con và thánh thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, từ buổi chiều ngày hôm nay, toàn thể giáo hội Hoàn Vũ long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và với thánh lễ đầu tiên được gọi là thánh lễ vọng. Trong tất cả các ngày đại lễ có thánh lễ vọng, cho thấy được tầm quan trọng của thánh đại lễ trong đời sống phụng vụ của giáo hội. Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự sống, được Chúa Phục Sinh trao ban cho các môn đệ. Và trong ngày lễ ngũ tuần, tức là 7 tuần sau lễ Phục Sinh, Chúa Thánh Thần đã xuống trên giáo hội, và kể từ đó là Ngài là nguyên lý của đời sống của giáo hội. Xin Chúa ban cho mọi người chúng ta, thứ nhất đó là cảm thấy tầm quan trọng và cũng như là cảm nghiệm được sự sống của Thánh Thần trong đời sống của chúng ta, như là hơi thở mà chúng ta thở. Muốn sống chúng ta phải có hơi thở, thì Chúa Thánh Thần tựa như là hơi thở sự sống cho mọi người chúng ta, và ban cho chúng ta cảm nghiệm được điều đó, để chúng ta cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa đã ban Thánh Thần tình yêu xuống cho mỗi người và cho toàn thể thế giới. Dâng thánh lễ hôm nay, xin cầu đoàn hiệp ý. Tạ ơn Chúa cầu bình an xin như ý, xin ơn chữa lành, xin cho công việc được thuận lợi. Hội đồng mục vụ giáo xứ xin cầu cho cụ bà Maria thân mẫu ông Trần Đức Thành nhân ngày an táng. Lễ dỗ linh hồn Gioan Baptista Maria, cầu cho các linh hồn linh mục tu sĩ, cố linh mục Anton, cố linh mục Gioan Baptista, Sơ Maria Augustina, cầu cho các linh hồn ông bà cố Thomas và Maria, ông bà cố Pedro và Anna. Cầu cho các linh hồn Maria, Tito, Ine, Giuse, Agata, Giacobbe, Gioan Baptista, Anne, Domenico, Teresa, Maddalena, Pedro, Lorenzo, Simon, Maria, Filomena, Anna, Alberto, Anton, Isabel, Francisco, Xavier, Catalina, Micael, Thomas, Paolo, Ignacio, Vicente, Tadeo, Agustino, Joan Kim, Giulio, Giacobbe, Rosa, Alfonso, Martin, Anne, Marta, Matthew, các linh hồn do nhóm lòng Chúa thương xót xin, một linh hồn lương giáo, cầu cho các linh hồn nhà an nghỉ, các linh hồn thai nhi, các linh hồn mồ côi, cầu cho các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ và các linh hồn. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhậm lời, chúng ta cùng nhau thành tâm sám hối, xin Chúa thứ tha những lỗi lầm thiếu sót trong đời sống. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Linh chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Xin tin Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa vì tội thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con cảm ơn Chúa.
chúng con chung tùng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy quan của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn chúng con dành chọn 50 ngày để cử hành mầu nhiệm vượt qua. Xin tuôn đỡ ơn Chúa Thánh Thần để các dân tộc trên thế giới tuy ngôn ngữ bất đồng được hiệp nhất cùng nhau mà tuyên xưng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đây muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Sáng Thế. Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sina và định cư tại đó. Họ bảo nhau: nào, ta đúc gạch và lấy lửa mà nung. Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ. Họ nói: nào, ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất. Đức Chúa xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây. Đức Chúa phán: đây, tất cả chúng nó hợp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế, thì từ nay chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. Nào, ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa. Thế là Đức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa. Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó Đức Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất. Và cũng từ chỗ đó, Đức Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất. Đó là lời Chúa. Bye.
trùm cao cả, áo ngài mặc toàn lâm liệt oai phong, cấm bào ngài khoan là muôn vạn ánh hào quang. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và ngài sẽ đổi mới mặt đất này. Kỳ công Chúa bao la thần phong phú, chích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho chọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong thì không còn phải là trông mong nữa, vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi. Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ. Hơn nữa, lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả, và Thiên Chúa đấng thấu suốt tâm can biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa
cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ lều và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bây giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Đó là lời Chúa. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuật, chắc chắn mọi người chúng ta đều biết Ngài, phải không ạ? Ngài nguyên làm Tổng giám mục phó của giáo phận Sài Gòn của chúng ta. Và Ngài đã bị bắt đi tù, chúng ta có thể hiểu như vậy, vào những năm 1975. Ngài kể trong những nỗi mà Ngài cảm thấy sự bất hạnh, sự cô đơn, nhiều lúc một sự gọi là tuyệt vọng ở trong đó nữa. Thế nhưng một trong những phương thế mà Ngài giữ được sự bình tĩnh, đó là tinh thần cầu nguyện, phó thác, nhưng mà đặc biệt về mặt tinh thần và về mặt thể lý nữa, là mỗi một buổi sáng khi thức dậy thì điều quan trọng nhất đối với Ngài ngoài cầu nguyện thì Ngài hướng về cái ô cửa sổ nhỏ nhỏ ở trên tù. Chúng ta biết là tù hay là những cái nơi mà quản thúc thì kín mít rồi, thì Ngài luôn luôn hướng về cái ô cửa sổ ở trên để Ngài hít thở, hít thở để mà lấy cái bầu, cái không khí trong lành để mà có thể gìn giữ được cái tinh thần cũng như là cái thể xác ở trong tù. Vâng, những người tù nhân kể lại rằng là mỗi lần mà được đưa ra ngoài để mà làm việc thì cái điều quan trọng nhất đó là họ phải cố gắng hít thở, hít lấy bầu không khí trong lành để mà mình có thể được khỏe mạnh. Bởi vì ở trong tù chúng ta biết đó, bốn bức tường thì khó có thể mà hít được cái bầu không khí trong lành. Điều đó cho chúng ta thấy được rằng hơi thở, cái bầu khí mà chúng ta thở mỗi ngày nó rất quan trọng. Không có không khí chúng ta không thể nào sống nổi. Cho thì người tưởng tượng, chỉ cần một vài phút mà chúng ta không thở được thì chúng ta cũng sẽ không thể nào sống được. Kính thưa cộng đoàn, cái hình ảnh đó gợi cho chúng ta về sự tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta như là thần khí, như là khí thở. Chúng ta nhớ lại trong những sách Sáng Thế Ký, chính trang đầu tiên, khi mà Thiên Chúa tạo dựng lên trời đất thì là chúng ta thấy có diễn tả lại thần khí Chúa bay là trên mặt nước. Rồi chúng ta thấy được rằng khi Chúa Giêsu sinh thì Ngài thổi, Ngài tội thần khí, tức là Ngài trả lại thần khí Chúa Cha và Ngài tắt thở. Đó. Rồi khi Chúa Giêsu gặp các môn đệ ở trong nhà tiệc ly thì cái việc đầu tiên chúng ta thấy là Ngài chào bình an cho anh em và Ngài làm sao ạ? Ngài thổi thần khí, trao ban thần khí cho các môn đệ. Cho nên chúng ta thấy đó, thần chất thần Chúa như là thần khí nuôi dưỡng đời sống của chúng ta. Thần khí đó đã làm cho các môn đệ vốn là những con người đang sợ hãi, những con người đang yếu đuối, những con người mà không biết phải làm cái gì cả, vô vọng,
thì làm cho các ông trở thành mừng vui và can đảm. Chúng ta nhớ lại khi mà ngày lễ Chúa Thánh Thần thì xuống vào bài đọc ngày mai, mà ngày chính lễ chúng ta sẽ thấy rằng các môn đệ cầu nguyện với Đức Mẹ thì Thánh Thần Chúa xuống, và lúc đó là các môn đệ mở tung cửa đi đến các đền thờ, những nơi công cộng để loan báo tin mừng Đức Giêsu Kitô phục sinh. Ngoài hình ảnh khí rua là thần khí, chúng ta thấy trong Kinh Thánh còn có nói đến một số biểu tượng để nói đến hình ảnh của Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta. Ít nhất là có 5 biểu tượng. Biểu tượng thứ nhất như đã vừa mới nói đến, đó là thần khí, là hơi thở. Nó nên cái gọi là cái tầm quan trọng. Biểu tượng thứ hai mà tiếp bừng hôm nay nói đến, đó là nước. Đấy, chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta cũng không thể nào sống nổi, phải không ạ, nếu không có nước. Mà đây còn là nước hằng sống, nước trao ban từ cạnh sườn của Chúa Giêsu Kitô, nước nuôi dưỡng đời sống của chúng ta, nước trao ban sự sống. Cái hình ảnh thứ ba nó là ngoài thần khí nước, chúng ta có lửa. Lửa cũng là hình ảnh của Chúa Thánh Thần. Trong cái ngày lễ ngũ tuần như đã nói, và ngày mai ngày chính lễ, bài đọc ngày thứ nhất, khi mà các môn đệ cầu nguyện thì lửa ở trên đầu của mỗi một người, của mỗi một môn đệ, của mỗi người trong nhà tịch ly. Đó là hình ảnh của Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đó là hình ảnh thứ ba. Tôi thấy là thần khí này, nước này, lửa này, nó. Rồi thứ bốn, đó, chúng ta thấy còn có một hình ảnh mà trong Kinh Thánh nói đến gió. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Đó như Chúa Giêsu đã nói đến sự tác động của Chúa Thánh Thần. Và nhất là chúng ta thấy, chúng ta thử cảm nghiệm được trong những ngày nóng bức như chúng ta đang đây, mà chỉ cần một luồng gió thổi đến thì chúng ta cảm thấy một sự sảng khoái, một sự sức mạnh, không chỉ về mặt thể lý mà còn cả về đời sống tinh thần. Đó là hình ảnh thứ tư. Hình ảnh thứ năm mà chúng ta rất quen thuộc, đó là hình ảnh của chim bồ câu. Khi Chúa Giêsu được chịu phép rửa xong, chúng ta nhớ lại Ngài bước lên từ dòng sông Giô-đan thì có tiếng Chúa Cha phán rằng: đây là con yêu quý của ta. Và có Chúa Thánh Thần xuống bằng hình ảnh của chim bồ câu. Chim bồ câu, ta nhớ lại trong Cựu Ước, khi mà cái trận lũ lụt Hồng Thủy, đó Hồng Thủy xuống, thì cái việc mà ông Noel đã thả ra chim bồ câu, và chim bồ câu mang về một nhánh lá để như kiểu nói là cái trận Hồng Thủy đó đã cạn, và mang một nhánh lá như nó là sức sống mang đến lại cho nhân loại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, với ngày lễ Chúa Thánh Thần một lần nữa nhắc chúng ta tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta. Ngài như là hơi thở, như là khí để chúng ta thở. Ngài như là nước để nuôi sống chúng ta. Ngài như là lửa đốt lên trong chúng ta, đốt cháy đi những gọi là những yếu đuối, những bất toàn, những tội lỗi, thiêu rụi những khiếm khuyết bất toàn, và bùng lên cho chúng ta ngọn lửa yêu mến. Ngài như làn gió để những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta cảm thấy được sức mạnh. Đó. Ngài như là chim bồ câu, như là mang đến cho chúng ta báo hiệu về sự hòa bình và là sự sống. Với tất cả những điều đó, chúng ta xác tín vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần và tin vào Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta. Thế nhưng mà trong thực tế, quý bạn chị em đều biết, chúng ta thường chạy đến các thánh nhiều hơn là Chúa Thánh Thần. Trong khi đó, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự sống. Nhiều lúc chúng ta quên, đấy, nguyên lý đó sẽ làm cho tất cả quý ông bà, các anh chị em của chúng ta đang nằm ở nơi đây, và ngày phục sinh nguyên lý đó làm cho sống lại, như đã làm cho Đức Kitô sống lại đó, mà chúng ta thường hay quên Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta. Chúng ta chạy đến các thánh nhiều, chúng ta nhớ rằng tất cả những gì mà các thánh có, dù có ban lại cho chúng ta, đều xuất phát từ nguồn đó là Chúa Thánh Thần. Cho nên chúng ta thấy trong giáo hội, bất cứ một cuộc họp nào, bất cứ một cuộc làm việc nào, kể cả phục vụ, phải không, việc đầu tiên là việc là cầu nguyện Chúa Thánh Thần. Thánh công đồng mở ra thánh lễ đầu tiên các nghi phụ ở trên toàn thế giới, đó là thánh lễ kính Chúa Thánh Thần, để xin Chúa Thánh Thần đến hiện diện ở trong lòng của giáo hội, trong những cuộc họp của giáo hội.
Và cũng vậy, chúng ta thấy hôm nay nhắc nhở chúng ta về Chúa Thánh Thần trong đời sống của mình, và chúng ta thường xuyên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta. Ngài sẽ là hơi thở để nuôi dưỡng chúng ta, như là hơi thở để nuôi dưỡng chúng ta. Ngài sẽ như là làn gió nhẹ để làm tươi tắm đời sống của chúng ta. Ngài như là nước cho chúng ta sự sống, như là lửa đốt thiêu rụi những tội lỗi, những bất toàn, và như là lửa để dẫn đường chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Như xưa dân Do Thái nhìn thấy cột lửa dẫn đường để mà tiến bước trong cuộc đời của chúng ta. Vậy thì chúng ta xin Chúa Thánh Thần, như chúng ta vừa hát đáp ca, căn tân đổi mới mặt địa cầu, căn tân đổi mới mỗi người chúng ta. Và như Thánh Phaolô đã mời gọi chúng ta tiến bước trong đời sống hàng ngày với sức mạnh của thần khí. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ân sang bởi ân sang, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bàn thề với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhận thế trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi chăm đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Thần là quà tặng mà Đấng Phục Sinh đã xin Chúa Cha ban cho hội thánh và từng người chúng ta. Trong Chúa Thánh Thần, cộng đoàn chúng ta hãy tin tưởng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ chân thành và tha thiết cầu xin. Chúa Phục Sinh nói với các môn đệ: các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần trong hội thánh được đầy tràn Thánh Thần của Đấng Phục Sinh, luôn can đảm và trung thành diễn tả khuôn mặt của Đấng Cứu Thế cho con người thời đại. Bình an là quà tặng của Chúa Giêsu Phục Sinh dành cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các anh chị em tại những nơi đang có chiến tranh mau thoát khỏi bạo lực, tại những vùng tai ương được an ủi giúp đỡ, để tất cả mọi người luôn vui sống trong bình an đích thực. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.
chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu, cách riêng các nhà truyền giáo ở khắp nơi, biết ý thức sứ mạng cao quý do Thiên Chúa ủy thác, luôn nỗ lực loan báo tin mừng và chia sẻ niềm vui cứu độ cho mọi người. Thánh Phaolô khẳng định có nhiều ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn sống xứng đáng với ân huệ Thánh Thần đã lãnh nhận, mà làm trổ sinh nhiều hoa trái trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã ban Thánh Thần thánh hóa và dạy dỗ chúng con trong đời sống đức tin. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con biết mở lòng đón nhận, luôn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của Thánh Cha để ta tôn tôn vinh danh Chúa và mơ nguyện cho chúng ta cũng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần đến thánh hóa những của lễ chúng con dâng. Và nhờ những của lễ này, xin cho giáo hội sống trọn tình yêu mến hầu trở nên dấu hiệu cho muôn dân nhận biết ơn cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là xứng đáng phải đạo và ban lại ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua hôm nay, Cha đã rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Cha nhận làm nghĩa tử nhờ kết hiệp với Con một Cha. Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế toàn thể nhân loại khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: Thank you.
Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con khẩn khoản này xin Cha thương nhận, ban phúc cho những của lễ hiến dâng, của lễ thường tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền thánh thiện này, chúng con dâng lên Cha để cầu cắt riêng cho hội thánh của Cha. Xin Cha thương ban bình an, giữ gìn hợp nhất và cai quản hội thánh công giáo khắp hoàn cầu, đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của Cha là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các Đức Giám mục giáo phận chúng con và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền. Lạy Chúa, xin nhớ đến các tôi tớ Chúa và mọi người đang sum họp ở nơi đây mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ. Chúng con dâng tay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này, cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc, hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khỏe như lòng mong ước. Như vậy họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật, hằng hữu và hằng sống. Hiệp thông cùng với hội thánh, chúng con mừng ngày cực thánh là ngày Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa hiện xuống trên các tông đồ, và chúng con kính nhớ trước hết Đức Maria Vinh Hiển trọn đời đồng trên mẹ của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, sau là Thánh Giuse bạn Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và Tử Đạo, Thánh Phêrô và Phaolô Andrê cùng toàn thể các Thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tớ Chúa và của toàn thể gia đình Chúa. Xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin thương ban phúc chấp nhận chuẩn y, làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho chúng con mình và máu con chí ái của Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chịu khổ hình, người cầm bánh trong tay thánh thiện khả kính, ngước mắt lên trời hướng về Chúa là Cha toàn năng, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện khả kính cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu cho gương mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Cho tôi nhìn Chúa vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ và toàn thể dân thánh Chúa kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc và sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Giêsu Kitô con Chúa Chúa chúng con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa lễ vật thanh khiết, lễ vật tinh tuyền, lễ vật thánh thiện, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời. Xin Chúa gây mắt nhân từ và quan hậu nhìn đến những lễ vật này và thương nhận như là lễ vật Aben tôi chung của Chúa, hy lễ của Abraham tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiền và lễ vật tinh tuyền của Melchizedek thượng tế của Chúa. Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa
Sai sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao san trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết thảy khi tham dự bàn tiệc thánh này là rước mình và máu cực thánh con Chúa, chúng con được tràn đầy ân phúc bởi trời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến tất cả những tôi tớ Chúa đã được ghi dấu trong đức tin và đã ra đi trước chúng con mà đang nghỉ giấc bình an. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy và tất cả mọi người, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, được vào nơi hạnh phúc sáng láng và bình an. Xin cho chúng con là tôi tớ tội lỗi đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa được thông phần với cộng đoàn các thánh tông đồ và các thánh tử đạo, thánh Gioan, Tefano, Mattia, Barnaba và toàn thể các thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp của chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ mà cho chúng con đồng phần với các ngài. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, lạy Chúa, nhờ người Chúa hằng sáng tạo thánh hóa ban sinh lực giám phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lần Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đăng ký chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội của chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là đấng hằng sông và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Trong tình yêu của Chúa Thánh Thần, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời tham dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngưỡng vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thánh Linh, xin Ngài thương du tình đến san soi gian trường đàn ngóng chờ Cha yêu thương hay dân đường đoàn con dương thế bước trong tình thương. Từ trời cao con xin Ngài ngự xuống lấy ngôi ba vui xin Ngài thương tình đem ơn trời cho con người sống trong tình mẹ nhuần thân tâm hồn tình yêu Chúa sẽ tràn qua trong con nhờ ngôi ba Chúa đã ngự trong hồn chính thánh thần dân gian đời sẽ đem nửa yêu bừng cháy trong mọi người. Đấng uy an xin Ngài thương thế trần đến xoa tan u sầu trong tâm hồn cho mưa tuôn nước suối nguồn làm cho dịu man những ai lầm than. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, như xưa Chúa đã ban cho các tông đồ Chúa những ơn kỳ diệu của Thánh Thần, giờ đây nhờ Thần Linh chúng con vừa lãnh nhận, xin cho lòng chúng con cũng cháy lửa yêu mến của Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Chúc lành trọng thể trong ngày đại lễ mừng Chúa Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha sự sáng đứng đã ban Thánh Thần bảo trợ để soi lòng mở trí các môn đệ. Xin cho anh chị em được hưởng phúc lành của Ngài và luôn được tràn đầy ân huệ của cùng một Thánh Thần. Xin ngọn lửa đã xuất hiện cách lạ lùng trên các môn đệ tẩy sạch tâm hồn anh chị em khỏi mọi sự dữ và làm cho tâm hồn anh chị em được tràn đầy ân sang của ngọn lửa ấy. Amen. Xin Đấng đã ban đoái thương kết hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau để tuyên xưng một đức tin duy nhất. Xin làm cho anh chị em được kiên vững trong cùng một đức tin và nhờ đức tin ấy, xin Ngài ban cho anh chị em được cảnh trông đợi đến chỗ được nhìn thấy Chúa nhan tiền. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Thân lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con cây vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria và các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy màn Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Chúng con trông cây rơ thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiến vinh sáng lang. Lạy ra thân trái tim Đức Chúa Giêsu, lạy trái tim cực thân cực tình ra thân Đức Bà Maria, lạy ông thân Giuse là ban thân sát Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.